Vòng chung kết liên hoan Vũng Tàu Best Dance do nhà văn hóa thanh niên tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu tổ chức vừa diễn ra. Đây là chương trình được nhà văn hóa thanh niên tỉnh duy trì hơn 5 năm nay. Liên hoan Vũng Tàu Best Dance năm 2024 được khởi động từ đầu tháng 3 năm 2024, thu hút 17 đội thi đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các đội thi tự biên đạo trình diễn những màn nhảy hiện đại và ghi hình gửi clip về ban tổ chức. Với phong cách biểu diễn trẻ trung hiện đại, ở vòng chung kết, 11 đội thi đã mang đến cho khán giả những màn nhảy đẹp, sôi động và ấn tượng nhất, mang nhiều thông điệp ý nghĩa về bạo lực học đường, bạo hành gia đình, bảo vệ môi trường.